Chào các bạn nha. Thì xem thử hôm nay mình chơi thì có những chiếc xe gì nha các bạn. Đó, các bạn. Đây mình sẽ có xe gì đây. Rồi trống ghê. Rồi bây giờ mình mình sẽ lấy một chiếc xe. Đây. Đây là một chiếc xe xe kéo của mình nha, xe cần cẩu nha các bạn. Quá dữ luôn. Một chiếc xe cần cẩu. Xem bây giờ mình sẽ cách sử dụng của nó nha. Xe cần cẩu này nó có chế độ này. Đây chỗ đây là bỏ pin này các bạn ơi. Chỗ đây là bỏ pin nha các bạn. Xem thử. Xe cẩu đang cẩu này các bạn. Đây là nút bơm này các bạn ơi. Bơm hơi lên, bơm cẩu lên. Mình nhấn lên đó. Quá tuyệt vời luôn. Bên nút bên này. Đây nữa. Rồi. Toàn cẩu từ hạ luôn này các bạn. Quá tuyệt vời. Rồi Ngân ơi. Đây mình sẽ bơm bên đây lên. Rồi bơm lên đây lên. Và cái đây nút như nút này là nút hạ cần cẩu xuống này các bạn. Quá mạnh luôn. Rồi một chiếc xe cần cẩu. Quá tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ cẩu thử một chiếc xe. Đây mình sẽ cẩu một con tôm nha các bạn. Đây một con tôm khá dữ luôn. Đây mình sẽ đưa cẩu ra nè các bạn. Đưa cẩu ra đó. Đây mình sẽ cẩu một con tôm nha các bạn. Tôm thôi, xem thử con tôm này có lên luôn không nha. Mình sẽ bơm này. Rồi bắt đầu mình sẽ bơm nha. Rồi nhấn lên lên tốc độ. Đang cẩu con tôm lên các bạn. Cẩu được con tôm luôn các bạn ơi. Cái cẩu này khá dữ rồi. Khá mạnh luôn các bạn. Rồi con tôm đã lên. Rồi bắt đầu hạ từ từ này các bạn. Rồi cái đây là nút hạ này các bạn ơi. Nút ra nút hạ nha. Mình đang bơm xuống đó. Quá tuyệt vời luôn. Chiếc xe cẩu khá là đỉnh. Rồi cho xe cẩu đi luôn nha. Khá tốt. Rồi tiếp đến. Có chiếc xe gì đây. Chiếc xe điều khiển này các bạn ơi. Xe đây là một chiếc xe điều khiển nha. Mình xem thử xe điều khiển này còn pin không các bạn. Vẫn còn pin này các bạn ơi. Sáng này. Bây giờ mình sẽ kiếm một cái remote em để điều khiển nó nha. Tí mình sẽ điều khiển cho các bạn xem nha. Rồi để bên đây. Đây có một con tôm. Con tôm đang bọc. Quá trời giả dữ luôn. Một chiếc xe chở cát này các bạn. Chở cát chở một chiếc điện thoại. Xe điện thoại lên luôn không các bạn. Thấy chưa. Chở một chiếc điện thoại rồi. Thế xem thử xe này chạy được không nha. Khá tốt các bạn ơi. Mình có một anh siêu nhân này các bạn. Anh siêu nhân khá gì ngầu luôn. Siêu nhân người nhện khá ngầu luôn này các bạn. Cơ bắp cuồn cuộn luôn. Cho đứng ngang chỗ một chiếc xe điều khiển nha. Có những chú tôm này nữa. Xem thử cái súng này có xài được không này các bạn. Một cái súng đồ chơi. Lên đạn. Vẫn còn xài tốt nha các bạn. Một cái súng này xài ok lắm. Rồi mình sẽ test thử thêm sao. Tuyệt vời. Rồi để đây. Đưa cho siêu nhân bảo vệ xe nha các bạn. Cho siêu nhân giữ bảo vệ xe luôn. Rồi tiếp tục. Đây mình có xe, một chiếc xe điều khiển này các bạn ơi. Thấy chưa. Xe điều khiển mới đây. Bên đây mình có một chiếc xe tuần bê tông. Đây là một chiếc xe tuần bê tông khá là tốt. Chỗ đây luôn. Đây chiếc xe gì các bạn. Xe đây xe cẩu mà bị mất cái cần cẩu này. Xe đây xe là chữa xe móc đi này các bạn ơi. Rồi test xe nào. Quán chạy tốt các bạn. Quá đã luôn. Lại là một chiếc xe trộn bê tông. Nhưng mà chiếc xe trộn bê tông này có bánh đà này các bạn. Chạy được luôn nha. Xe trộn bê tông này thế. Xem thử coi. Quá dữ luôn. Chiếc xe trộn bê tông khá là hợp lý luôn. Tiếp tục.
Đây, wow, mình có một chiếc xe 911 này các bạn ơi. À, wow, xe đây là xe 7 chỗ nha các bạn. Ừ, bây giờ mình sẽ test thử xem nữa chiếc xe này. Wow, tuyệt vời. Ừ, xe chạy khá tốt đó các bạn. Ừ. Ơi, trong đây mình sẽ chọn xe nào nữa đây ta. Đây, ừ. Mình sẽ chọn một chiếc xe... Wow, xe đây là xe chở động vật nè bạn ơi. Ừ, xe chở động vật nha. À, một xe một con hổ, con báo nè các bạn. Đó, con đây là một con khỉ nè với lại một con voi nha các bạn. Ừ, rồi. Wow, chạy khá tốt đấy. Ừ, để mình test thêm sao. Wow. Chạy luôn đường các bạn. Tới đó dừng luôn rồi. Tiếp tục. Đây mới đúng xe đua này các bạn. Wow, một chiếc xe đua. Xe đây xe đua đường bền này các bạn ơi. Khá dữ luôn. Rồi, tiếp tục mình sẽ chọn một chiếc xe nào nữa đây. Rồi, mình chọn xe bản số xe số 47 đây các bạn. Nhiều xe quá. Wow. Đây có máy bay trực thăng này các bạn. Rồi, rồi, giờ mình chọn xe bản số xe số 47 này xem thử xe này chạy tốt không nha. Wow, xe chạy khá tốt các bạn ạ. Rồi, tiếp tục. Đây, mình có xe gì đây? Wow, là một anh khổng leo. Một khổng lồ khổng leo này các bạn ơi. Wow, khổng leo này có bánh xe luôn nha các bạn. Đi được tốt hết. Khổng leo có bánh xe, xem thử ghê. Wow, chạy tốt luôn. Quá dữ. Rồi, tiếp tục. Đây là một chiếc máy bay trực thăng này các bạn ơi. Một chiếc máy bay trực thăng nhìn bí khá là dễ thương luôn. Vẫn có bánh luôn này các bạn. Đó, quá tuyệt vời. Đó. Wow quá. Mình sẽ chạy tốc độ thêm sao. Chạy nhanh ghê các bạn. Chạy lại nha các bạn, nhanh quá. Wow, nhanh quá, không kiềm chế được. Rồi, tiếp tục. Đây. Mình có một chiếc xe buýt các bạn. Xe là xe buýt nha các bạn. Bạn số xe số 23 này các bạn ơi. Xe buýt đây, xe buýt chở học sinh đi học nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ chạy thử xem thử xe buýt này chạy ngon nha. Wow, tầm trúng xe tăng luôn bạn ơi. Wow, tầm trúng chiếc xe mô tô bên kia nữa luôn. Quá dữ rồi. Xe buýt này quá dữ. Rồi, tiếp tục mình sẽ xem thử. Wow, có một chiếc cano này các bạn. Một chiếc cano nhưng mà lại có bánh xe chạy được trên bờ này, vừa chạy dưới nước chạy vừa chạy trên bờ luôn nha. Bây giờ mình sẽ cho chạy trên bờ trước. Rồi, xem. Wow quá dữ. Chiếc cano. Wow, tầm trống xe tăng đã đứng đó luôn rồi các bạn ơi. Rồi các bạn nhắn clip để mà mình ra nhiều, nhắn đăng ký clip mình để mình ra nhiều video nha. Ra nhiều video mình sẽ chơi toàn bộ xe và mình sẽ có xe mới. Rồi, chào tạm biệt các bạn nha.